Vâng, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn một mẹo có thể nghe nhạc trên YouTube ngay cả khi khóa màn hình. Và nó đến đây rồi thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng cái này đã xưa rồi và đã có nhiều chia sẻ về vấn đề này rồi. Tuy nhiên thì mình làm cái video này sẽ là một cách đơn giản nhất. Và đương nhiên là các tip hướng dẫn và các thủ thuật trên kênh của Chip Mobile đều dành cho những người mới sử dụng và có thể những anh em sử dụng lâu rồi nhưng lại không để ý đến các tính năng đó. Do vậy, đến những anh em nào mà biết rồi hoặc là có mẹo nói hơn thì có thể chia sẻ với mọi người dưới bình luận này nhé. Và bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, khi bạn nghe một bản nhạc trên YouTube mà chúng ta thoát ra ngoài hoặc chúng ta khóa màn hình lại thì đương nhiên nó sẽ mất luôn, đúng không ạ? Và cái này thì ai cũng biết rồi, và có rất nhiều những chia sẻ về cách để chúng ta nghe YouTube ở ngoài màn hình khóa. Thế nhưng mà cách đơn giản nhất mình hướng dẫn cho các bạn ở đây đó là chúng ta chỉ cần tạo tải một ứng dụng có tên là Musi, các bạn vào App Store và đánh chữ Musi ngay đầu tiên luôn. Ok, ứng dụng nó như này. Khi vào ứng dụng này thì chúng ta có thể tìm kiếm luôn bình thường, ví dụ mình tìm là quên chẳng hạn thì đương nhiên là nó sẽ ra luôn và các bài hát. Ok, khi bạn nghe này, cái ấn to nhỏ và chúng ta có thể tạo một cái list mà mình yêu thích vào đây. Đó, hoặc là thoát ra ngoài vẫn nghe bình thường, đúng không? Và chúng ta có thể lướt Facebook, ok, vẫn nghe nhạc online, rất là hay và rất là đơn giản. Và ví dụ như chúng các bạn nghe một bản nhạc ở trên trên YouTube, ví dụ mình nghe bài này chẳng hạn, mình thích thì mình thể chọn chia sẻ, ấn vào sao chép liên kết. Sau đó chúng ta quay về ứng dụng Musi và chúng ta lại vào phần tìm kiếm và chúng ta paste cái link mà vừa mình sao chép vào đây, chúng ta ấn tìm. Ok, đó, nó sẽ ra luôn và chúng ta ấn vào dấu cộng và chúng ta nghe dấu cộng để chúng ta tạo thêm vào add vào cái playlist của mình ấy. Rất hay không? Ok, bây giờ mình có thể thoát ra vô tư ra lại vào Facebook lướt ứng dụng bình thường. Rất là hay phải không các bạn? Ok, rất là đơn giản phải không các bạn? Và các bạn thấy hay thì có thể like và chia sẻ video này nhá. Và bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn ở những video lần sau.